Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, nhân chuyến công tác tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Chính phủ đã đi thăm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao và một số doanh nghiệp tại thành phố Đà Lạt. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại Lâm Đồng và các ngành liên quan. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn trồng trọt thương mại Kim Bằng tại phường 7 thành phố Đà Lạt. Đây là đơn vị chuyên sản xuất, xuất nhập khẩu các giống hoa, quả và rau. Từ năm 2014, công ty tiếp cận với những phương thức canh tác hiện đại với cách làm mới lạ là đưa rau lên tầng 2 của giàn thủy canh. Nhờ đó năng suất rau tăng thêm 50%, lợi nhuận thu về cũng tăng tương đương với năng suất rau đạt được. Trong thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với các nông hộ, tổ hợp tác trên địa bàn, hình thành mối liên kết trong sản xuất bao tiêu sản phẩm hàng hóa sau thu hoạch, đồng thời tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân trong sản xuất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao hiệu quả mô hình sản xuất của công ty và mong muốn mô hình sản xuất của công ty không chỉ đem lại lợi nhuận cho đơn vị mà còn cho các nông dân và các tổ hợp tác trong vùng, để từ đó sản phẩm nông nghiệp của Lâm Đồng đứng vững hơn trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Đà Lạt là nhà thuốc Nhân Hòa và nhà thuốc Đà Lạt để kiểm tra về vấn đề kết nối nhà thuốc. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 175 nhà thuốc công lập và tư nhân. Tính đến hết ngày 18 tháng 12, đã có 84 nhà thuốc tham gia kết nối ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng nhằm quản lý đơn thuốc. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã lắng nghe các tâm tư vướng mắc của các cơ sở bán lẻ, như việc giao diện phần mềm kết nối còn quá nhiều thao tác, làm chậm tiến độ dẫn đến khách hàng phải đợi lâu. Cước phí 150.000 đồng một tháng chưa hợp lý đối với các nhà thuốc nhỏ lẻ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trực tiếp ghi nhận và chỉ đạo ban ngành phụ trách nghiên cứu thêm về các vấn đề trên để giải đáp vướng mắc cho các cơ sở sớm nhất. Ngày 19 tháng 12, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng kết công tác hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ngành liên quan. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, năm 2018, Hội Cựu chiến binh trong tỉnh triển khai đồng bộ các mặt công tác, thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia đấu tranh các thông tin, luận điệu sai trái, phối hợp với các cấp các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên thực hiện các phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế, đóng góp trên 6 tỷ đồng. Tích cực tham gia gần 7.500 ngày công lao động, hiến gần 20.000 mét vuông đất, sửa chữa gần 100 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 89 km kênh mương nội đồng, đóng hơn 1,7 tỷ đồng quỹ an sinh xã hội. Năm 2018, Hội đã huy động các nguồn kinh phí xây dựng 38 căn nhà nghĩa tình đồng đội, nhà ở cho hội viên khó khăn, phối hợp với các ngân hàng chính sách, quỹ tín dụng cho hội viên vay vốn ưu đãi gần 460 tỷ đồng, đồng thời thực hiện tốt nguồn vốn quỹ hội 40 tỷ đồng, đảm bảo để hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, góp phần nâng tỷ lệ cựu chiến binh có cuộc sống khá giàu, chiếm trên 53%, hộ trung bình hơn 44%, hộ nghèo giảm còn 1,12%. Công tác xây dựng đảng, cơ sở hội vững mạnh tiếp tục được đảm bảo. Trong năm 2018, các cấp hội kết nạp trên 1.000 hội viên, nâng số hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh lên gần 28.000 hội viên. Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Liên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ghi nhận những thành tích của cựu chiến binh tỉnh đạt được trong năm 2018, đồng thời mong muốn Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào cựu chiến binh gương mẫu và các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, từng bước xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh đã trao kỷ niệm chương cho các cá nhân Hội Cựu chiến binh tỉnh, tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội thời gian qua. Sau 2 ngày làm việc, hôm nay ngày 19 tháng 12, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 11 khóa 11 đã bế mạc. Dưới sự chủ trì của bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt, kỳ họp đã hoàn thành các chương trình nội dung quan trọng, tạo tiền đề để thành phố Đà Lạt thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 và thời gian tiếp theo.
Tại kỳ họp, sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 19 chức danh lãnh đạo thành phố Đà Lạt và bầu bổ sung chức danh trưởng phòng kinh tế vào Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt đã chất vấn và nghe trả lời chất vấn của đại diện Phòng Quản lý Đất đai, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Kinh tế và Giáo dục. Các vấn đề được đông đảo cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm trong kỳ họp này tập trung vào giải pháp, giải quyết tình trạng xây dựng nhà trái phép, tình hình ùn tắc giao thông ở các tuyến đường trung tâm trong giờ cao điểm, việc quản lý bến bãi đậu xe trên các tuyến đường trung tâm, tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020, cũng như việc tham mưu giải quyết nhu cầu đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu đất sản xuất trên địa bàn thành phố. Việc quản lý các cơ sở nuôi cấy mô thực vật, cơ sở gieo trồng phục vụ sản xuất trên địa bàn thành phố hiện nay, cải tạo nâng cấp chợ dân sinh và vấn đề dạy thêm học thêm tại thành phố Đà Lạt. Ông Tôn Thiện Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tiếp thu và giải trình ý kiến của đại biểu về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nghị quyết quyết toán và thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, kế hoạch đầu tư trung hạn, chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố và các nghị quyết quan trọng khác, từ đó thực hiện đạt và vượt các mục tiêu phát triển thành phố Đà Lạt trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Ngày hôm nay 19 tháng 12 tại khách sạn Ruport, Đà Lạt, thành viên ban giám khảo của 9 thể loại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 bước vào ngày làm việc thứ 3. Theo nhận định của ban giám khảo, các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự đa dạng về nội dung và sự sáng tạo trong cách thể hiện của những người làm truyền hình. Cùng với các thể loại phóng sự, phim tài liệu chiếm số lượng lớn, trong ngày chấm thi thứ 3, những thể loại khác cũng được đánh giá cao về đề tài, nội dung và sự thể hiện của các đài truyền hình. Ở thể loại chương trình sân khấu, số lượng tác phẩm năm nay tăng so với những năm trước. Đầu tư công phu hiện đại về dàn dựng mỹ thuật, âm thanh ánh sáng tạo nên sắc màu riêng. Rất là nhiều cái đài mà những năm trước không có mặt thì năm nay đã xuất hiện trong liên hoan truyền hình. Thế nói về chất lượng thì cũng có một số đài, tức là các đài đã rất là quan tâm tới sân khấu, rất là tốt. Thì chứ nó cũng không quá phải là đặt những vấn đề nó quá cao siêu và những vấn đề gần gũi với đời sống của chúng ta hiện nay. Mỗi thể loại mang một sắc thái riêng, tuy nhiên điều đặc biệt là mảng đề tài được các đơn vị thể hiện sát với đời sống xã hội, cách thể hiện sáng tạo hiện đại, liên tục cập nhật công nghệ sản xuất truyền hình mới. Những nỗ lực của đội ngũ làm truyền hình ở chín thể loại đã mang lại sức hấp dẫn cho các tác phẩm dự thi năm nay. Chủ đề thì khá là đa dạng và có những chủ đề rất là quan trọng, có những cái tính thời sự rất là quan trọng và có những chủ đề cũng rất là sát thực với cuộc sống. Tuy nhiên cái điểm chung là chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một cái hình thức thể hiện mới. Nội dung thì có những nội dung rất là nặng ký, nói về tầm quan trọng đối với xã hội hoặc là những cái phản ánh về mặt chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước thì rất là sát. Tuy nhiên cái điều mà chúng tôi vẫn đặt ra đó là tìm kiếm những cái tác phẩm mà nó có cái sức tác động đến với khán giả, tức là thông qua cái hình thức thể hiện, có một sự thể hiện mới hoặc là có một sự thể hiện nó rất là tươi tắn, mềm mại và nó thuyết phục hơn thông qua cái cách tiếp cận vấn đề. Chúng tôi đã tìm được những lấp lánh của vàng và bạc. Và những cái tác phẩm đó thì đều có chung một cái điểm là những người thực hiện đã nghiên cứu đối tượng trẻ em của mình để hiểu xem các em muốn gì và truyền tải như thế nào để phù hợp với cái tâm sinh lý tiếp nhận của các em. Và tôi nghĩ đó là một trong những cái điểm thành công của các cái tác phẩm thiếu nhi lần này, nhưng tuy nhiên số lượng rất ít. Đối với chúng tôi thì bao giờ cũng coi trọng cái thông điệp cũng như cái tính nhân văn từ chủ đề, từ cái nội dung của tác phẩm đem lại cho công chúng. Vì một tác phẩm được công chiếu trên sóng truyền hình thì trước hết phải đảm bảo đấy là một bộ phim có tính nhân văn, mang đến những thông điệp giáo dục tích cực. Thứ hai nữa là yếu tố về nghề nghiệp.
được dàn dựng, được thể hiện một cách chuyên nghiệp, cũng như đem lại những cái cảm xúc về nghệ thuật cho người xem. Với phong cách thể hiện sáng tạo trong mỗi tác phẩm và cách chọn đề tài phản ánh cho thấy sự hấp dẫn của liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay, những tác phẩm xuất sắc xứng đáng sẽ được lựa chọn tôn vinh, qua đó tiếp tục thúc đẩy tinh thần, cảm hứng sáng tạo cho những người làm truyền hình trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 19 tháng 12, vào lúc 20 giờ 10 phút tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng, chương trình khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 sẽ chính thức diễn ra. Và ngay từ sáng sớm, không khí tại khách sạn Đà Lạt Palace, nơi tiếp đoàn và cung cấp thông tin của Liên hoan truyền hình đã hết sức sôi nổi, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trung tâm thông tin Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 đặt tại khách sạn Đà Lạt Palace, được xây dựng từ năm 1922 của thế kỷ trước, thể hiện sự thanh lịch sang trọng. Nhìn xuống hồ Xuân Hương thơ mộng của Đà Lạt, khách sạn tòa lạc giữa sân vườn rộng 5 hectare, bao phủ bởi những hàng thông xanh trải dài. Đây là địa điểm lý tưởng mà ban tổ chức liên hoan đã chọn để tiếp đón và cập nhật thông tin cho các đoàn đến tham dự. Đây là lần thứ tư mà mình đến Đà Lạt rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình tham dự liên hoan truyền hình toàn quốc ở Lâm Đồng. Mình thấy là công tác rất là chỉnh chu, mọi thứ chuẩn bị rất là sẵn sàng, và được đặc biệt là tổ chức ở khách sạn Palace là một cái khách sạn rất là cổ kính và nổi tiếng ở Đà Lạt nữa. Mình rất là thích cái không khí này. Tại truyền hình An Giang thì có rất là nhiều tác phẩm tham dự cái kỳ liên hoan phim lần này, và mình cảm thấy là rất vui và có một cái cơ hội để học tập thêm được từ các anh chị đi trước. Và Đà Lạt cũng là một cái thành phố rất là mộng mơ, cũng có rất là nhiều cái cảnh đẹp, niềm cảm hứng để cho mọi người có thể là vừa chụp ảnh vừa có thể sáng tác những tác phẩm mới nữa. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 27 đoàn đến đăng ký và được ban thư ký trung tâm thông tin cập nhật đầy đủ lịch nội dung chương trình. Có mặt từ ngày hôm trước, đoàn dự thi đến từ tỉnh Khánh Hòa rất háo hức trước thềm liên hoan. Khi đến đây thì đoàn cũng đã được ban tổ chức tiếp đón rất là chu đáo, được nhận tài liệu và các cái loại thẻ cũng như là giới thiệu chung về cái chương trình về liên hoan truyền hình năm nay, và đặc biệt đoàn rất quan tâm đến cái chương trình vào ngày 21 tháng 12, đó là hai cái chương trình hội thảo về truyền thông đa phương tiện và sử dụng thiết bị nhỏ gọn trong sản xuất chương trình. Và mong muốn của đoàn khi đến đây là được học hỏi nhiều hơn từ các đồng nghiệp đến từ tất cả các đài trên toàn quốc, cũng như là về cách thể hiện các đề tài. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 không chỉ thu hút sự tham gia của các đài phát thanh truyền hình trong cả nước, mà còn có sự góp mặt của các công ty truyền thông tư nhân. Là một cái đơn vị đến với liên hoan truyền hình năm nay, tôi kỳ vọng là hy vọng là liên hoan truyền hình năm nay sẽ có nhiều cái tác phẩm dự thi cũng như là những cái tác phẩm mà đoạt giải thật sự xứng đáng, để góp phần tạo nên cái nguồn độc lực cho những người làm truyền hình cũng như là những cái người mà yêu thích lĩnh vực truyền hình. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 sẽ diễn ra trong 4 ngày, dự kiến thu hút 105 đơn vị tham gia. Bên cạnh đó, triển lãm ảnh với chủ đề Những người làm truyền hình của các tác giả cả nước cũng được diễn ra tại khuôn viên khách sạn Đà Lạt Palace, thu hút được sự quan tâm, tạo thêm phần phấn khởi cho các đoàn đến tham dự. Dự kiến không khí trước giờ khai mạc liên hoan truyền hình lần thứ 38 sẽ càng sôi nổi hơn nữa trong buổi chiều và tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít phút nữa thì sẽ diễn ra lễ khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Chính vì thế, ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 đã tổng duyệt các chương trình nằm trong kịch bản lễ khai mạc, một trong những nội dung quan trọng và được chờ đợi nhất tại liên hoan lần này. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc cơ bản đã hoàn tất. Theo ban tổ chức, lễ khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay, ngoài các nội dung chính giới thiệu về liên hoan, phát biểu chào mừng của lãnh đạo trung ương địa phương và ban tổ chức, chương trình nghệ thuật sẽ là sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ, màn hình LED và nghệ thuật múa đương đại. Đặc biệt, phần trang phục của các tiết mục nghệ thuật sẽ được cách điệu từ các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Bên cạnh đó là các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, về con người và mảnh đất Đà Lạt hiền hòa, thơ mộng, thanh lịch, thân thiện và mến khách. Đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật sẽ là những phóng sự về không khí trước thềm liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, công tác chuẩn bị của ban tổ chức và những hoạt động đã được triển khai sớm tại kỳ liên hoan năm nay. Chương trình lễ khai mạc
Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay vào lúc 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 12 phút trên VTV1 và đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Lễ khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc mang đậm bản sắc về truyền thống văn hóa, con người, mảnh đất Đà Lạt Tây Nguyên được kỳ vọng sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt và mới lạ cho các đại biểu tham dự và người dân cả nước. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều ngày 18 tháng 12, hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2018 đã kết thúc. Theo đánh giá của ban giám khảo, các thí sinh tham gia có sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng về các nội dung. Nhiều thí sinh thực hiện tốt kỹ năng yêu cầu của ban tổ chức. Kết thúc giải nhất của cuộc thi được trao cho Đại úy Lê Hoa Khương, trợ lý tuyên huấn Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, ban giám khảo quyết định trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các báo cáo viên đạt thành tích tốt tại hội thi và trao giấy chứng nhận báo cáo viên giỏi cho 20 thí sinh tham gia. Qua hội thi, nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tạo điều kiện để báo cáo viên trong tỉnh được bồi dưỡng, trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng trong việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến với cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ đó, từng bước củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Hôm qua 18 tháng 12, tại khu di tích quốc gia Khảo cổ Cát Tiên, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên phối hợp với Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức khai mạc ngày hội di sản văn hóa Mạ và Tiên, huyện Cát Tiên lần thứ nhất với chủ đề Cuộc sống giữa đại ngàn. Ngày hội di sản văn hóa Mạ và Tiên năm nay diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 12 với hai hoạt động chính là triển lãm di sản văn hóa vật thể và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể. Tại ngày hội, các đại biểu, du khách và bà con nhân dân được chiêm ngưỡng, thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mạ và Tiên trong các không gian, hoạt động, nghi lễ độc đáo, như không gian của những khu nhà dài với cây nêu truyền thống, không gian của các sản phẩm nghề thủ công truyền thống, những chóe rượu cần, những chiếc gùi, những chiếc hố xinh xắn với những họa tiết hoa văn tinh tế, được tạo ra từ chính đôi bàn tay khéo léo của bà con Mạ và Tiên. Bên cạnh đó, người tham gia còn được chứng kiến nghi lễ cúng gọi thần lửa, thần chiên, độc đáo của bà con nhằm cầu mong mùa màng tốt tươi, dân làng khỏe mạnh, đất nước thịnh vượng, thưởng ngoạn diễn tấu cồng chiên, múa xoang và trang phục truyền thống của 11 đoàn nghệ nhân đến từ các thôn, buôn, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của huyện Cát Tiên. Đồng thời, cùng nhảy múa trong giai điệu cồng chiên ngân vang trong chương trình vòng xoang đoàn kết và thưởng thức một số ẩm thực đặc sắc như cơm lang, đọt mây, rau nhíp, rượu cần, v.v. Trong hương men nồng thấm của niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng cao của dân tộc Mạ và Tiên, Ngày hội di sản văn hóa Mạ và Tiên là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy và giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc Mạ và Tiên. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Sáng nay ngày 19 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1973, thường trú tại Vĩnh Phúc và bị cáo Nông Văn Ích, sinh năm 1965, thường trú tại huyện Bảo Lâm về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 15 tháng 4 năm 2018, bị cáo Nguyễn Văn Bảy đã mua một cục ma túy của một người xe ôm tại Thái Nguyên gồm 30,2 gram heroin, 9,1 gram methamphetamine. Sau đó, bị cáo Bảy đã mang số ma túy này đến nhà nghỉ Nhàn Mai ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để cất giấu với mục đích sử dụng và bán cho người khác. Ngày 19 tháng 4, bị cáo Bảy đã đưa 7 gói heroin trọng lượng gần 3,6 gram cho Nông Văn Ích để bán cho người khác với giá 5 triệu đồng, nhưng chưa kịp bán thì bị bắt giữ và thu giữ toàn bộ số ma túy. Tại phiên tòa, xét thấy đối tượng Bảy từng có tiền án về tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo Ích từng có tiền án về tội cướp tài sản. Vì vậy, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Bảy 13 năm tù, bị cáo Nông Văn Ích 3 năm tù giam. Cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 46 năm tù giam đối với nhóm đối tượng trộm cắp, hủy hoại tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm bị cáo Đỗ Văn Dũng, sinh năm 1991, thường trú tại Hà Nội,
bị cáo Nguyễn Văn Thêm, sinh năm 1995, bị cáo Trần Nam Anh, sinh năm 1995, bị cáo Nguyễn Thị Nam, sinh năm 1991, đều thường trú tại huyện Lâm Hà. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018, bị cáo Đỗ Văn Dũng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, chiếm đoạt số tiền trên 1,05 tỷ đồng. Trong các vụ án này, có sự giúp sức của các đồng phạm Nguyễn Văn Thêm thực hiện một vụ chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ đồng. Trần Nam Anh thực hiện 3 vụ trộm cắp chiếm đoạt số tiền gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, Đỗ Văn Dũng và Trần Nam Anh còn thực hiện hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị 4,6 triệu đồng. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Nam, tuy biết bị cáo Đỗ Văn Dũng và Nguyễn Văn Thêm trộm cắp tài sản nhưng vẫn tham gia tiêu thụ số tài sản trên. Chính vì vậy, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án bị cáo Đỗ Văn Dũng và bị cáo Trần Nam Anh tội trộm cắp và hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng số năm tù giam về hai tội danh đối với bị cáo Dũng là 19 năm, đối với bị cáo Nam Anh là 4 năm. Bị cáo Nguyễn Văn Thêm lãnh mức án 13 năm tù với hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo Nguyễn Thị Nam lãnh án 10 năm tù về tội chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tòa án cũng buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Thưa quý vị và các bạn, chỉ ít phút nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Liên hoan lần này là nơi kết tinh tâm huyết trí tuệ của những người làm truyền hình và là cơ hội để Lâm Đồng quảng bá hình ảnh đến bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tiếp sóng trực tiếp trên kênh LTV. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Còn đến đây thì chương trình thời sự tối nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.